từ những tháng cuối năm 2019 đến nay, Toyota Rush thường có giá tốt tại đại lý. Một tư vấn bán hàng tại Hà Nội từng cho biết có thể giảm giá xe sâu nhất tới 30 triệu đồng. Giá niêm yết của mẫu xe này là 668 triệu đồng. Toyota Rush được bán giá thấp hơn so với niêm yết. Tuy nhiên, tùy đại lý mà chính sách giá khác nhau. Có đại lý khác tại Hà Nội thông báo chỉ giảm 25 triệu đồng, hoặc có nơi giảm giá chỉ 15 triệu đồng kèm quà tặng. Một khách hàng mới lấy xe tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lên một nhóm người sử dụng dòng xe này rằng họ có thể mua xe với đúng giá niêm yết nhưng được tặng thêm một số quà tặng phụ kiện như dán kính, chạy sàn hoặc trọn bảo hiểm vật chất. Quy đổi giá trị cũng tương đương cả chục triệu đồng. Nhìn chung, giá rớt tại đại lý luôn thấp hơn so với giá bán lẻ mà Toyota đưa ra. So với các mẫu xe khác của Toyota, thì giá ưu đãi của rớt tại đại lý chưa phải nhiều nhất. Mẫu Fortuner giảm giá từ 100 triệu đồng, bao gồm ưu đãi chính hãng và của riêng đại lý. Theo chia sẻ của người bán, các dòng xe nhập khó giảm giá sâu được vì không phải luôn sẵn xe như xe lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, đây cũng là tiền lệ chưa từng có, bởi trong những tháng đầu tiên mở bán, Toyota Rush luôn được bán với giá chênh lệch cao hơn so với niêm yết. Đại lý nhận định, đây là mẫu xe nhập khẩu hot với nguồn cung hạn chế, nên đặt giá xe khách hàng từng mua Rush với giá cao vào thời điểm mới mở bán. Sự chậm nhịp khi ra mắt cùng việc xuất hiện cùng lúc của đối thủ khiến Toyota Rush khó lòng chiếm được sự độc tôn, dẫn tới bất thành trong tham vọng đẩy giá của các đại lý. Một chuyên gia trong ngành nhận định thói quen của người tiêu dùng thay đổi, nhưng Rush đi theo lối mòn nên mất đi đà thăng tiến và danh tiếng của tiểu vị này cho biết thêm. Tình thế đảo ngược ở thị trường mà giá xăng trong top đầu yếu tố ảnh hưởng tâm lý mua hàng như Việt Nam, thì sự điều chỉnh của đại lý đã ngay lập tức phát huy tác dụng sau khi được áp dụng các chương trình giảm giá. Doanh số Toyota Rush có xu hướng đi lên vào những tháng cuối năm so với thời điểm giữa năm. Tổng kết cả năm, lượng xe Rush bán ra đạt 2.975 xe. Tính trung bình, doanh số mỗi tháng của mẫu xe này khoảng gần 250 chiếc. Xét về cùng phân khúc, Toyota Rush không có đối thủ nào thực sự tương đương. Song, theo công năng sử dụng, Mitsubishi Xpander có thể được xét là mẫu xe cạnh tranh. Đây là mẫu crossover MPV 7 chỗ, trong khi Rush được gọi là SUV 7 chỗ. Trong thời gian tới, phân khúc xe gầm cao 7 chỗ phổ thông còn được đón nhận thêm một mẫu xe mới là Suzuki XL7. Xpander là mẫu xe bán chạy nhất với 20.098 xe bán ra trong năm 2019. Có tháng, doanh số Xpander gần bằng doanh số cả năm của Rush. Chính vì thế, việc Toyota Rush có thể vượt qua đối thủ là điều không thể trong tương lai gần, nhất là khi Xpander xuất hiện sang lắp ráp. Yếu tố được kỳ vọng làm giá xe giảm, nguồn cung tăng. Song, sự bình tĩnh của Toyota vẫn là chưa muộn khi có thể níu giữ được những khách hàng trung thành với thương hiệu Nhật và khi phân khúc chưa có thể thêm những đối thủ khác như Honda. Toyota Rush lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2018. Một số điểm nhấn của Rush là gầm cao 220mm, hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình giải trí 8 inch, âm thanh 8 loa, điều hòa tự động, đề nổ nút bấm, hệ thống an toàn có cân bằng điện tử, động cơ xe là loại 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, công suất 102 mã lực và mô men xoắn 134 nanomet, kết hợp số tự động 4 cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính.
chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.